ghe pha đánh cá cơm chạy tốc độ rất là thần tốc về cửa cảng luôn á anh em. Ok anh em thấy không, bào ghê gớm không. Rồi mình cũng chúc cho anh em cái ghe thật nhiều sức khỏe luôn nha, đặc biệt là chủ ghe đi chuyến nào chúng đậm chuyến đó luôn. Chạy quá là quẩy chưởng anh em ơi, chạy thần đúng là thần tốc. Ở trên bờ thì xe chạy tốc độ, dưới biển là ghe chạy tốc độ luôn anh em. Cái này công an sao bắt được, mấy tay mà chạy gây đơ xô cha chia xô nít đều làm sao bằng những ghe này chạy dưới biển được, rớt hết. Nó chạy với tốc độ rất là dữ dằn không em. Ghe của Bình Thuận nha, ghe pha cá cơm Bình Thuận về cửa cảng anh em ơi, chắc chúng dữ lắm, chúng mới chạy tốc độ dữ dằn như đó nha anh em, về cửa cảng anh em. Mình thấy chạy chúng chạy nước nó xè rất là đẹp luôn anh em thấy không. Ôi ghê, thấy Bình Thuận quá, ghe Ninh Thuận anh em ơi, không phải Bình Thuận đâu, Ninh Thuận. Ninh Thuận cá cơm chọn điểm đến là cảng La Cá La Ghi luôn nha anh em. Quá tốc độ anh em ơi, nước cùng trắng xóa luôn nè, mà quá dữ thần tốc. Rồi anh em có xem được những video của mình, xem những video mình đăng ký và ủng hộ cho mình luôn nha, để cho mình có động lực làm những video tốt hơn. Những gì chưa tốt các bạn cứ comment dưới để cho mình khắc phục và sửa chữa luôn nha. Nhờ có các bạn là những động lực, nhờ những tinh thần lớn nhất để cho mình làm những video tốt hơn luôn nha. Ninh Thuận 90742TS nha anh em. Để tốc độ thần tốc về cửa cảng luôn anh em ơi. Tải cái giờ giờ chạy thêm hết rồi, bắt đầu luôn chưa thịt có đen không, quá dữ rồi anh em ơi. Khá là đẹp mắt luôn, nói để nó đổ là dữ về cửa cảng luôn. Đó, anh em cũng đã vô chung. Ok hết trơn, cá mắm rồi đó, xe hết trơn nè, phên phên để trên cabin hết trơn nè, thấy không? Ok. Quá tay bạn ơi. Quá dữ các bạn ơi. Tài công đang biểu diễn, các bạn thấy khói ghê không? Đó dữ không? Ừ. Trời khói trắng luôn em ơi. Quá dữ rồi. Cảnh này độc nhất vô nhị đó anh em. Quá dữ luôn rồi. Ui, một trời khói đen này thấy không? Đi nhựa ghe bị cháy vậy nè.
nó bị gì anh em ơi. Đó, khói càng ngày càng ra trong xe bên cái gì. Trong đó nó còn nhung nhút luôn kìa. Rồi cái cứu hộ đã chè ra nha anh em. Đó. Rồi cứu hộ đã kéo ảnh ra nha anh em. Sao hồ sức khói đen là cũng cái là vô. Rồi mình chia sẻ anh em luôn nè, cặp giả cào màu xanh là dắt.